Cái đằng sâm rừng này ở chỗ mình ấy, thời gian vừa rồi khoảng tầm 10 đến 15 ngày là không có hàng để bán tại vì hết. Thì thời gian này bên mình lại đã có sâm rồi, và cái sâm loại bình thường này thì mình vẫn có nhiều, cái số lượng nhiều nhá. Và cái đằng sâm rừng này thì mình đang bán là 330 ngàn đồng cho 1 kg, cái loại mà phơi cả to cả nhỏ như thế này này. Đấy. Cái sâm này thì sâm ở Điện Biên chỗ mình luôn, và cái loại sâm này thì cái của rừng 100% và nó phân bố ở chủ yếu ba cái tỉnh của Tây Bắc, đó là Điện Biên, Lai Châu và Sơn La là nhiều, và chủ yếu là ba cái tỉnh này thôi. Thế và cái để mà cái dòng sâm ấy mà có chất lượng, nó tốt mà hoàn toàn tự nhiên ở rừng mà có giá thành 330 thì nó gần như chỉ có ở Tây Bắc mới có thôi, còn tất cả các cái tỉnh khác hay là nhập ở ở các cái nước khác về thì cái giá thành nó lên rất là cao. Nhưng mà cái dưỡng chất của cái hàng sâm tự nhiên ở Điện Biên chúng mình nó cũng cực kỳ là cao nha, nhưng mà giá này hợp lý, chỉ có 330 một cân thôi. Nhưng mà trong cái quá trình đóng đấy thì nó có một ít cái hàng to hẳn như thế này thì nó sẽ rơi vào 380.000 đồng một cân, đâu đó chọn chỉ được có 3 cân thôi đấy. Chỉ được có 3 cân này thôi, cho nên là cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà thích cái hàng to một chút đấy, thì mình có thể lấy 3 cân này. Tại vì là cái số lượng to này nó chỉ có 3 cân thôi nha. Còn cái loại thường như thế này thì bên mình cũng vẫn còn nhiều, cũng còn vài chục ký đó. Và cái đằng sâm rừng này thì bên mình bán được thường xuyên. Và cái đằng sâm loại to này thì 380.000 một cân. Đó. Nó sẽ to được chọn từ những cái củ to như thế này thôi. Nhưng mà cái số lượng nó không có nhiều đâu, chỉ có 3 cân thôi. Cô chú anh chị nào mà nhanh tay thì có thể liên hệ để lấy luôn. Và cái sâm này về chúng ta ngâm, ví dụ một túi một cân như thế này, chúng ta sẽ ngâm dao động khoảng từ 5 cho tới 8 lít tiểu. Và ngâm cái này á thì tại vì là cái lúc tươi là nó to, thế nhưng mà khi mà khô thì nó tóp đi, cho nên là lúc mà mình ngâm cái tiểu nó ngấm vào trong cái sâm này thì nó sẽ lở ra và nó hút hút tiểu, sau đó thì nó nở ra nó to lên và cái lượng tiểu nó sẽ bị hút vào trong, cho nên là khi mà ví dụ chúng ta ngâm 5 lít đi chẳng hạn thì đến lúc chúng ta uống thì chỉ còn tầm 3 lít rưỡi hoặc 4 lít gì đấy, mình áng áng khoảng khoảng đó đấy, tại vì nó được nó bị hút vào trong cái sâm này và sâm nó sẽ nở ra, các cái chất ở trong sâm nó lại thôi ra ngoài tiểu đấy. Thì mọi người có thể thấy là cái sâm thường này thì nó sẽ có cả củ to, củ bé, củ to đây, củ bé đây. Thì chất lượng nó khá là cao, nghĩa là nó hàng đây là hàng tự nhiên nha. Nhưng hoặc là những cô chú anh chị nào chúng ta muốn chúng ta bồi bổ sức khỏe mà không muốn ngâm tiểu thì chúng ta có thể là chúng ta đun nước uống. Đun nước thì chúng ta nhớ là chúng ta bẻ ra. Cái này mình phơi khô rất là kỹ rồi, cho nên là mọi người cứ bẻ nhỏ miếng ra, chúng ta hãm nước uống. Hãm nước uống thì nó giúp bồi bổ cho cơ thể và chống suy nhược cơ thể, nhất là những cái người mà chúng ta ốm lâu ngày đấy thì chúng ta uống cái sâm này giúp phục hồi khá là nhanh, khá là tốt. Hay là trong cái việc nấu ăn hầm gà, hầm chim, hầm heo thì chúng ta cho cái sâm này vào thì cũng rất là tốt, cho vào thì nó nở ra và các cái chất ở trong sâm nó sẽ thôi ra khi mà chúng ta nấu dưới tác động của nhiệt độ thì nó sẽ thôi các cái chất bổ ra. Cùng với cái tác dụng các cái tác dụng như là bổ thận này, cái đằng sâm này nó còn có cái tác dụng là tăng cường sinh lực và bình ổn cái sức sống, và được dùng để chữa suy nhược cơ thể cũng như là cầm máu trong các trường hợp chảy máu tử cung hay là những cái người bị đau khớp chúng ta dùng cũng được. Đấy. Cái đằng sâm này thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp cùng với lại táo đỏ này hay là kỳ tử hay là một số các loại dược liệu khác. Đấy, chúng ta ngoài ra thì ngoài ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp với rất nhiều các cái vị khác ở đây, có cái hướng dẫn sử dụng ở đây rồi. Hai cái cách chính đó là chúng ta hãm nước và ngâm tiểu. Đấy. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu về đằng sâm rừng thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên màn hình ở đây, 0974010585 hoặc là 0909010585, hai số mình đều có Zalo và cả Facebook luôn. Loại thường sẽ là 330 một cân, còn đối với loại to như thế này chỉ có 3 cân thì nó sẽ là 380 một cân. Đấy. Cô chú anh chị nào cần thì có thể liên hệ mình ngay nha. Ok, xin kính chào cô chú anh chị. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.